chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện đáng nghe và đáng xem của 60 giây sáng nay. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát hiệu quả của việc tiêm 2 mũi vaccine. Những hộp sữa nghĩa tình đến với trẻ em ở Sóc Trăng. Những cái giếng tự phun nước ở tỉnh Đắk Lắk. Và Anh chính thức cấp phép thuốc viên Monopiravir chuyên điều trị COVID-19. Chiều qua, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả khảo sát hiệu quả của việc tiêm 2 mũi vaccine. Khi so sánh, các bác sĩ nhận thấy nhóm chưa tiêm ngừa vaccine thì 74% bệnh nhân nặng, 26% bệnh nhân nhẹ, với nhóm đã tiêm ngừa có 40% bệnh nhân nặng và 60% bệnh nhân nhẹ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát cắt ngang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện từ giữa tháng 10 trên 349 bệnh nhân ở tầng điều trị thứ 3, gồm 45% là bệnh nhân nhẹ và 55% là bệnh nhân nặng. Nếu tiêm một mũi vaccine thì 49% bệnh nặng, 51% bệnh nhẹ. Khi tiêm hai mũi vaccine chỉ còn 12% bệnh nặng và 88% bệnh nhẹ. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan trong việc phòng dịch. Dù đã tiêm vaccine, vi nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra. Và do đó thì một lần nữa, để cho Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được trong cái trạng thái bình thường mới, được an toàn ở cấp độ 2, thì rất mong tất cả mọi người tuân thủ 5K để tránh làm cho tình trạng bệnh lây lan tăng hơn. Kết quả khảo sát này chỉ thực hiện ở một bệnh viện chuyên khoa, không đại diện tất cả các bệnh viện. Tuy nhiên, con số này một lần nữa xác nhận lại thông tin mà tất cả y văn trên thế giới đều đã công bố. Đó là nếu tiêm vaccine thì khả năng mắc bệnh nặng khi nhiễm giảm đi đáng kể. Hiện dịch COVID-19 đang có nguy cơ diễn biến phức tạp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại tỉnh Vĩnh Long thì riêng trong ngày 4 tháng 11, tỉnh này ghi nhận 68 trường hợp nghi mắc COVID-19, đã nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn này đến nay là 2.934 ca đã được công bố và 68 trường hợp ghi nhiễm mới chưa công bố. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng chống dịch, các địa phương đang gấp rút tiêm vaccine cho trẻ em, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, vừa tạo điều kiện để các em sớm trở lại trường để học trực tiếp. Trong ngày đầu mở chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em, có 5 điểm tiêm như thế này được triển khai ở các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến có khoảng 6.000 học sinh khối lớp 11 và 12 sẽ được tiêm mũi 1. Con được tiêm vaccine thì nó an toàn hơn. Hôm nay thì nhốt nó ở nhà, không dám cho ra đường luôn. Thì em cũng phấn khích. Tại vì để con em mình nó đi học ngoài trường thì nó sẽ tốt hơn online. Dạ, tự tin hơn. Ví dụ có bị dính nhưng mà nó không có bị nặng như mà lúc mà chưa tiêm. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 88.541 trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine trong đợt này. Trong đó sẽ tổ chức cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi được tiêm trước. Các học sinh được bao phủ mũi 1 vaccine hết rồi. Thì sau cái thời gian 14 ngày thì chúng ta sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để mà tổ chức cho các em học trực tiếp, về đặc biệt là đối với các em mà cuối cấp. Theo kế hoạch, các điểm tiêm sẽ hoàn tất tiêm mũi 1 cho các em vào ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, hơn 0 giờ sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông tin ban đầu về sự cố y khoa trong tiêm chủng cho đối tượng là trẻ nhỏ tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai. Theo đó, ngày 3 tháng 11, tại trạm y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm, đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuyển toàn bộ 18 trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Hiện tại sức khỏe của các bé ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Huyện Quốc Oai đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Yên Sơn đình chỉ 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét về trách nhiệm và ra soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Sở Y tế cũng yêu cầu ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra. Ở phần tin kế tiếp, thời gian qua, khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát ở các tỉnh miền Tây, trong đó có Sóc Trăng, ngoài các nhu yếu phẩm, tiền mặt cho những hộ khó khăn ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ những phần sữa hộp đến với những trẻ em là hộ khó khăn cách ly tại nhà ở địa phương. Lãnh đạo địa phương cho biết sau nhiều lần xuống địa bàn thăm và tặng quà cho bà con hộ nghèo thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đơn vị phát hiện những cháu nhỏ từ 3 đến 5 tuổi, lứa tuổi này đang rất cần sữa bổ sung cho sự phát triển cơ thể.
Do đó, gần 500 phần quà với hơn 450 lốc sữa các loại với tổng số tiền trên 100 triệu đồng đã đến với các cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình em cũng đi làm thuê làm mướn thì cũng khó khăn. Nhờ chính quyền địa phương đồ giúp đỡ ngày hôm nay thì cảm thấy vui lắm. Cũng cảm ơn mấy mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Qua cái trao tặng gì đó thì gia đình là rất là mừng, rất là phấn khởi, thể hiện được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với bà con. Tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Vì vậy, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của mạnh thường quân là những việc làm ý nghĩa, đảm bảo tốt công tác an sinh trong thời điểm này. Từ 4 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tẻ, đặc biệt là khu vực thi công các công trình sửa chữa kênh thuộc phường Tân Hưng và Tân Kiển, quận 7. Theo đó, luồng tàu chạy dọc theo tuyến kênh đang thi công công trình về phía thượng lưu và hạ lưu. Cụ thể, phía thượng lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m. Phía hạ lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m. Thời gian thực hiện dự kiến 60 ngày. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tẻ tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa, đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành. Đà Lạt là thành phố duy nhất ở Việt Nam đến nay chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Do dân số tăng nhanh và áp lực khách du lịch đến Đà Lạt ngày càng đông, khiến cho đường xá thường xuyên bị ùn tắc ở các nút giao thông, nhất là vào dịp lễ Tết và mùa du lịch. Vì vậy mà thời gian qua, thành phố Đà Lạt đã triển khai chỉnh trang các nút giao thông và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, đến thời điểm này, việc thực hiện dự án xây dựng các công trình khẩn cấp chống ùn tắc tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang được đẩy nhanh và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống đèn giao thông tại các tuyến đường chính. Thành phố tiến hành lắp đèn tín hiệu tại 7 nút giao thông trọng điểm thường hay xảy ra ùn tắc vào lúc cao điểm, gồm nút giao Hải Thượng 3 tháng 2, nút giao Hoàng Văn Thụ 3 tháng 2, nút giao Phan Chu Trinh, nút giao thông Kim Cúc, nút giao Ngã Năm Đại Học, nút giao thông Hùng Vương Trần Quý Cáp và nút giao Trần Phú Bà Triệu Đào Duy Từ. Đến nay, việc chỉnh trang mở rộng các nút giao và lắp đặt các hệ thống đèn tín hiệu giao thông cơ bản đã hoàn thành, hiện đang vận hành thử hệ thống. Và đến ngày 15 tháng 11 sẽ vận hành toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tiếp theo sẽ là câu chuyện thú vị. Chẳng cần máy bơm hay bất kỳ loại máy móc nào tác động, nhiều năm qua, chiếc giếng kỳ lạ ở xã Ea Mờ Nang, huyện Cư Mờ Ra, tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn đầy nước, tự phun trào bất kể ngày đêm, trở thành hiện tượng lạ được nhiều người trong vùng biết đến. Ở thôn 8, xã Ea Mờ Nang, huyện Cư Em Ga, nhiều hộ gia đình có những giếng nước tự phun trào kỳ lạ này. Nhưng giếng của gia đình này là nổi tiếng nhất bởi có nước nhiều và tự phun mạnh mẽ nhất. Dù thành miệng giếng cũng được xây cách mặt đất khoảng 50cm, nhưng nước vẫn tự phun lên ào ạt. Không có năm nào cạn đâu, mùa khô thì rút rút một tí rồi. Khoan xong là lại phun liên luôn chứ. Khoan xong là tới mùa mưa là có nước liền, cứ tự liên vậy liền. Không phun trào mạnh mẽ như giếng của nhà bà Lanh, nhiều gia đình trong thôn chỉ cắm xuống một ống dẫn nước thì miệng giếng sẽ không bị tràn. Thực tế, hiện tượng giếng nước tự phun trào cũng đã được ghi nhận ở nhiều nơi tại nước ta như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên. Lý giải về hiện tượng này, Sở Tài nguyên và Môi trường ở nhiều địa phương tìm hiểu và cho biết phần lớn nguyên nhân đến từ địa hình đặc biệt của một số vùng khiến mạch nước tạo thành một túi nước khổng lồ. Chỉ cần khoan xuống là nước sẽ tự phun trào mà không cần thêm tác động của máy móc. Ở phần an ninh trật tự, Công an Nghệ An điều tra nguồn gốc số lượng lớn trụ ngoại. Và xe ben va chạm xe máy ở Đồng Nai chiều qua. Gần 3.500 chai rượu ngoại không có chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An thu giữ trong chiếc xe tải khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 3 tháng 11, khi tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô kéo rơ moọc do tài xế Nguyễn Xuân Lịch, trú xã Tiên Lục, huyện Lục Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện trên container phía sau rơ moọc chở 343 thùng rượu, chứa 3.474 chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên. Lái xe khai nhận được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Huế ra Hà Nội với giá cước 20 triệu đồng.
Hiện công an huyện Nghi Lộc đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định. Xô xát đánh nhau dẫn đến giết người, Ngô Thanh Nhàn và Võ Hồng Tuấn đã bị công an tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự hôm 4 tháng 11, vụ việc xảy ra trước đó một ngày. Qua làm việc ban đầu, Tuấn khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn đi cùng Nhàn tìm anh Trang Văn Tú để giải quyết. Khi anh này đang ở nhà một người bạn thì hai đối tượng tìm đến, sau đó xảy ra cự cãi, xô xát đánh nhau. Hậu quả anh Tú bị thương nặng, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận tin báo, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao gần nơi xảy án, một con dao khác cất giấu tại nhà của Ngô Thanh Nhàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua tại ngã ba đường cày nông trường thuộc xã Xuân Hoa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy. Theo người dân ở hiện trường, xe ben khi đó vừa đến ngã ba đoạn đường cong thì tông vào xe máy đang đi chiều ngược lại. Tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, một người được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Xuân Lộc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông. Theo người dân, khúc cua thường xuyên xảy ra tai nạn vì khuất tầm nhìn, khúc cua gắt. Giả vờ mua rau, hai đối tượng lợi dụng sơ hở người dân trộm xe máy tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, cả hai đều sa lưới pháp luật ngay sau đó. Đó là Trần Văn Tuấn, thường trú thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, và Nguyễn Hoàng Nhật Giang, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Tuấn và Giang phát hiện một xe máy đang để trước tiệm tạp hóa trên quốc lộ 50, đoạn thuộc xã An Thành Thủy, chìa khóa vẫn còn trên xe. Hai đối tượng giả vờ hỏi mua rau và hành lá để đánh lạc hướng. Giang cảnh giới, còn Tuấn thực hiện hành vi trộm xe. Sau khi lấy được tài sản, cả hai chạy về nhà Giang bán xe được 3 triệu 500 ngàn đồng chia nhau. Qua điều tra truy xét, công an huyện Chợ Gạo đã bắt được Tuấn và Giang tại thành phố Mỹ Tho thu hồi tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Văn Tuấn, ngụ phường 7 thành phố Trà Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 10, Tuấn đi bộ đến đoạn thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Tuấn đánh cắp hai cây mai kiển quý hiếm có giá trị cao, rồi bỏ vào thùng rác và đẩy về nhà. Thời điểm này, tổ tuần tra công an thành phố Trà Vinh đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện Tuấn có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm, vụ việc đang được làm rõ. Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện một số lượng lớn cồn y tế trong một kho hàng trên khu vực biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình kiểm tra một kho không biển hiệu tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong kho có 600 can nhựa màu trắng loại 30 lít và 8 thùng phi nhựa loại 210 lít một phi, bên trong có chứa 1.680 lít cồn y tế. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa chứa tại kho. Vụ việc được bàn giao cho công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ. Ở phần thế giới sáng nay, thu hoạch vụ ớt đầu tiên trên trạm không gian ISS. Và khí cầu có thể tóm bắt khí carbonic trên tầng bình lưu. Ngày 4 tháng 11, Nga lại ghi nhận số người tử vong do COVID-19 tăng cao với 1.195 ca. Nước này vẫn đang trong tuần lễ nghỉ làm việc nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Số ca mắc mới trong ngày 4 tháng 11 là 40.217. Kể từ cuối tháng 9 đến nay, Nga liên tục ghi nhận các con số kỷ lục về số ca mắc mới và số ca tử vong mỗi ngày. Hiện tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đầy đủ ở Nga chỉ đạt 35% trong tổng số 146 triệu dân. Liên quan đến dịch COVID-19 tại châu Âu, ngày 4 tháng 11, Giám đốc WHO của khu vực này, ông Hans Kluge, cho biết tốc độ lan truyền của dịch bệnh là rất đáng lo ngại. Số người phải nhập viện tại châu Âu đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong một tuần qua. Với tốc độ này, từ nay đến tháng 2 năm 2022, châu Âu sẽ có thêm 500.000 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm chủng trung bình của 43 nước châu Âu là 47%, chỉ có 7 nước đạt trên 70%. Tổ chức nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh cho biết, vaccine ngừa bệnh u nhú hay vaccine ngừa virus HPV sẽ giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung lên đến 90%.
HPV là một loại virus gây u nhú ở người, là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Còn vaccine ngừa HPV có khả năng giảm thiểu tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở người lên đến 87%. Tổ chức nghiên cứu ung thư Anh cho rằng đây là kết quả nghiên cứu mang tính lịch sử, đem đến hy vọng sống cho nhiều người. Người được tiêm loại vaccine trên có thể sẽ không cần thực hiện nhiều xét nghiệm ung thư cổ tử cung nữa. Ung thư cổ tử cung nằm trong top 4 loại bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới, khiến hơn 300.000 người tử vong mỗi năm. 9 trên 10 ca tử vong nằm ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Vương quốc Anh vừa cấp phép sử dụng thuốc viên kháng virus Monipiravir điều trị COVID-19 qua đường uống. Thuốc do công ty dược Merck phát triển cùng với Respect Biotherapeutics với tên tại Anh đó là Lazvio. Dữ liệu về Lazvio đã được giám sát chặt chẽ từ tháng trước khi thông tin y khoa cho thấy thuốc giảm nguy cơ tử vong và nhập viện ở đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng. Thuốc được sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh. Chính phủ Anh và Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS sẽ xác nhận cách thức phân phối và sử dụng thuốc trong thời gian sớm nhất. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe MHRA khuyến nghị sử dụng Lazvio càng sớm càng tốt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Việc Anh thông qua Lazvio mang đến kỳ vọng thuốc sẽ được cơ quan quản lý tại Mỹ thông qua. Công ty dự kiến sẽ sản xuất 10 triệu liều Monopiravir trước thời điểm cuối năm và ít nhất 20 triệu liều trong năm 2022. Anh đã đặt 480.000 liều. Một loại khinh khí cầu có khả năng thu giữ khí carbon và tái chế nó đã ra đời. Đây là đứa con của một doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel và Đức trước tình hình phát thải carbon quá mức ra môi trường hiện nay. Công ty High Hops sử dụng khinh khí cầu để đưa một chiếc hộp bay lên trời. Chiếc hộp này có khả năng hút khí carbon và biến nó thành đá khô. Khí carbon đông đá ở nhiệt độ gần âm 80 độ C và chỉ có thể tìm được nhiệt độ trên cách mặt đất 50 km. Với phương pháp này, chúng tôi kỳ vọng thu giữ lượng lớn CO2, không mất nhiều chi phí mà còn lại dễ làm nữa. Chúng tôi cũng hy vọng góp phần chống biến đổi khí hậu. Sau khi biến thành đá khô nhờ máy ép khí, đá khí carbon này sẽ được đem xuống mặt đất để bảo quản, bán cho các doanh nghiệp sản xuất ngành hóa chất hay nông nghiệp. Dự án của High Hopes vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại trái đất thải ra 117 triệu tấn khí carbon mỗi ngày. Nhà sáng lập High Hopes cho biết, nếu loài người không nghĩ ra cách để hạn chế thải khí carbon, thì biến đổi khí hậu dẫn đến lũ lụt, cháy rừng, thiên tai sẽ còn trở nên tệ hại hơn nữa. Các phi hành gia của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA trên trạm vũ trụ quốc tế ISS vừa thu hoạch vũ ớt đầu tiên trong thí nghiệm Planet Habitat 04. Đây là một trong những thí nghiệm thực vật phức tạp nhất từ trước tới nay được thực hiện trên ISS. Theo đó, ngoài số ớt thu hoạch đầu tiên dùng để làm món bánh tacos, số còn lại sẽ được đóng gói cẩn thận mang về trái đất để nghiên cứu. Trước đó, tháng 7 năm 2021, nhóm phi hành gia bắt đầu gieo 48 hạt ớt Española giống cải tiến. Giống này đã được trồng thành công trên trái đất trong môi trường mô phỏng không gian trồng thực vật trên ISS. NASA nhận định so với rau diếp, củ cải, ớt cần nhiều thời gian hơn để nảy mầm, sinh trưởng và phát triển trong vũ trụ. Lứa ớt đầu tiên thu hoạch mới đây là cột mốc đáng chú ý trong hành trình con người đưa một dạng sống mới ra vũ trụ. Tại Glasgow, nước Anh, nơi đang diễn ra hội nghị khí hậu COP26, nhà thiết kế thời trang Stella McKinney bảo vệ tầm nhìn của bản thân về một ngành thời trang ít ô nhiễm, thân thiện hơn với môi trường và động vật. Con gái của danh ca Paul McCartney bước vào ngành công nghiệp thời trang 30 năm trước với tôn chỉ không làm da hoặc lông thú. Bà cũng là người ăn chay trường. Tại bảo tàng Calvin Crow, nơi trưng bày các chất liệu mà nhãn hiệu của Stella đã dùng trong nhiều năm, bà giải thích tầm nhìn tương lai của thời trang, có đạo đức, bền vững mà vẫn sinh lời. Mỗi giây, số thời trang ăn liền bị vứt bỏ tương đương cả một chiếc xe tải. Mà người ta chỉ mặc thứ đồ này tối đa 3 lần, điều đó gây lãng phí hơn 500 tỷ đô la. Bạn có thể tái sử dụng số quần áo thải đó. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm một chiếc áo len hoàn toàn từ rác. Nhưng thách thức lớn đối với những chất liệu mới này là cung cấp phục trang cho hàng tỷ người với một mức giá hợp lý, khác xa so với giá bán sản phẩm của nhà thiết kế người Anh. Thời trang là ngành sản xuất lớn thứ ba hành tinh, chiếm 8% lượng phát thải carbon, theo dữ liệu từ Viện Tài nguyên Thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng hôm nay. Và vào lúc 18h30 chiều nay thì mời quý vị đón xem 60 giây chiều với những thông tin luôn được cập nhật. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi và an toàn. Xin kính chào tạm biệt.